Hello, xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật lại cho các bạn cái trang docquaimine.com nhé. Còn hiện tại ở trong màn hình này thì là một cái trang TRX mới nhé, khai thác TRX miễn phí nhé. Các bạn tự kích vào link để các bạn chiến thử xem nhé, may mắn có thể rút được nhé. Mình rút ở trang này nó hiện là 5 TRX mà thôi. Và những cái kèo này thì nó khá là ít nhiệm vụ, cho nên thì mình thấy là những cái kèo mà nó kiểu là hơi tào lao ấy thì nó mới rút được nhá. Hiện tại ấy, còn những cái kèo mà nó khá là ok thì nó lại không cho mình rút. Đấy, cho nên kèo nó hơi tào lao mình cũng chia sẻ nha. Có thể là rút được và cũng có thể là không rút được nhá. Các bạn quan tâm các bạn tự xem nha. Ok, còn trang docquaimine này, thì đây chỉ là trang docquaimine và cũng là tên miền mới của nó nhá. Nó vừa cập nhật tên miền mới của nó nha. Tên miền mới của nó có tên là dgmine.com nhá. Thì ở trang này thì mình chia sẻ cho các bạn cách đây là hơn 4 tháng trước và nó cũng đổi được là 4 cái miền luôn nhá, 4 cái tên miền luôn. Hình như là 1 tháng nó đổi một cái miền luôn nhá. Cái miền đầu tiên là docquaimine.com này, cái miền thứ hai là docmine.com, thứ ba là docminevip.com nhá. Còn cái trang mới này, cái miền mới này nó hiện là dgmine.com nha. Ok, thì có vẻ như là nhiều bạn cũng không tin là cái tài khoản này là cái tài khoản mà mình chơi cái đấy là 4 tháng trước nhá. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem là lịch sử mà mình đã gửi tiền vào nhá. Đây, chuyển vào tài khoản cơ bản này. Ok, lịch sử giao dịch của mình này. Và mình gửi là 100 Dogecoin từ lúc nó mới ra nhá. Đây, mình test luôn cho các bạn xem từ lúc nó mới ra là 21 tháng 6 nhá. 21 tháng 6 2022. Hiện tại thì cũng gần bước vào là tháng 11 rồi nhá. Cũng gần là 5 tháng rồi nhá. Không biết là đợt này nó đổi sau là nó scam hay không, nhưng mà mình thấy là lần nào nó cũng vậy thôi. Cứ đổi miền mới là mình cứ vào vẫn rút tiền ok bình thường nhá. Ok. Còn cái tên miền cũ của nó thì có tên là docminevip.com thì hiện tại nó không bảo mật cao nữa nhá. Các bạn có thể là bỏ qua cái tên miền cũ nhá. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Thì những cái tên miền cũ không phải là không bảo mật là các bạn không chiến được nha. Thì các bạn vẫn đang nhận bình thường, các bạn vẫn chiến ok. Tuy nhiên ấy, thì các bạn muốn nhìn nó đẹp hơn thì các bạn có thể là sử dụng cái miền mới nhá. Miền cũ vẫn ok. Và đây vẫn là tài khoản mà mình vừa cho các bạn xem là tiền đấy nhá. Thì hôm nay mình đã rút tiền rồi nha. Nếu như mà chưa rút thì mình sẽ cho các bạn xem. Hiện tại rút tiền thì nó vẫn như trước thôi. Vừa rút xong thì vài phút là nó về nhá. Ok, thì ở đây này, mình sẽ cho các bạn xem lịch sử mà mình rút tiền nhá. Rút tiền hôm nay này, lịch sử rút tiền của mình này. Đây nhá, rút tiền vào 28 tháng 10 nhá. Phần trăm thì nó không quá là cao nhá. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem luôn cả cái phần gửi tiền của mình nhá. Đây, gửi tiền 100 Dogecoin của mình này. Đây nhá, 100 Dogecoin này, đã duyệt là 21 tháng 6 nhá. Ok, còn cái trang tên miền cũ có tên là docminevip.com này thì hiện tại họ không bảo mật SSL, cho nên nếu như bạn nào mà muốn sử dụng, các bạn mà muốn chơi thì các bạn chuyển sang cho mình là tên miền mới nhé. Và tên miền mới thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả video để cho các bạn đăng nhập cho nó dễ nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ chuyển sang hai cái sàn giao dịch để cho các bạn đăng ký tài khoản, các bạn sẽ nhận cái đồng coin sàn nhé. Thì tất nhiên rồi, đồng coin sàn nó cũng tương tự như cái dự án đầu tư như này thôi, cũng là thử may mắn thôi nhá. Bởi vì hiện tại trên thị trường những cái sàn giao dịch tiền điện tử thì cũng khá là nhiều rồi, cho nên họ tạo ra để scam lừa đảo thì cũng có khá là nhiều các trang nhá. Các bạn muốn chiến thì mình sẽ để hết đường link ở phần mô tả video, các bạn tự tham khảo xem nhá. Ok, thì ở đây các bạn tự đăng ký tài khoản cho mình nhá. Và các bạn đăng ký tài khoản xong thì các bạn đăng nhập vào, hàng ngày các bạn đi vào cái mục điểm danh này, các bạn sẽ nhận được là BBT của nó nhá. Thì một ngày nó sẽ hiện cho các bạn là các bạn sẽ nhận được là 10 BBT nhá. Rồi về quy tắc, các bạn đăng nhập để các bạn nhận cái đồng coin sàn của nó có tên là BBT thì nó sẽ hiện được là, nếu các bạn mà đăng nhập là 3 ngày đầu tiên thì một ngày các bạn sẽ nhận được là 10 đồng BBT. Còn các bạn mà đăng nhập là từ ngày thứ 7 cho đến là ngày 13 thì các bạn sẽ nhận được là 20 BBT trên một ngày. Còn bạn nào mà đăng nhập là từ ngày 14 cho đến là ngày 27 thì các bạn mỗi ngày sẽ nhận được là 30 BBT nhé. Ok chưa? Các bạn tiếp tục, các bạn sẽ đăng nhập liên tiếp là
28 ngày thì các bạn sẽ nhận được là 40 BBT trên một ngày nha. Ok. Thì hiện tại cái đồng coin BBT của họ thì họ vẫn chưa mở bán nhé. Ở đây thì các bạn có thể xem được là nó sẽ hiện là đối tác của nó là BNB nha. Sàn này nếu như mà sau này mà nó mở cái đồng coin sàn này bán thì các bạn có thể là quy đổi được từ cái thằng BBT này, các bạn quy đổi sang USDT để các bạn rút về ví của các bạn nhé. Đồng coin sàn thì cũng không nên bỏ lỡ nha. Và cái sàn này thì hiện tại mình thấy cũng có rất chi là nhiều người đã chia sẻ rồi. Thì mình cũng biết được là còn rất là ít bản chưa biết về sàn này thôi. Thì hầu như là 50% hoặc là 80% bạn đăng ký kênh của mình đều đã biết qua rồi. Cho nên mình sẽ không hướng dẫn các bạn đăng ký nha. Bạn nào mà chưa chơi thì các bạn có thể là tham khảo qua. Còn bạn nào mà chưa rồi thì thôi nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp tục sang cái sàn thứ hai nhá. Và cái sàn thứ hai thì nó cũng sẽ cho các bạn đăng ký và các bạn sẽ nhận được là cái coin sàn của nó nhé. Coin sàn của nó có tên là MBG nhé. Đây nó sẽ hiện cho các bạn là cặp BTC trên USDT, ETH trên USDT này, còn MBG chưa mở giao dịch nhé. Nó sẽ mở vào cuối năm nay nhé. Đây, các bạn có thể xem hiện tại nó hiện là còn 64 ngày nhé. Sau khi các bạn xem được video này thì có thể nó hiện là còn 63 ngày nhé. Thì các bạn có thể là kích vào Underdog này, các bạn xem qua. Hiện tại là số người đã tham gia này là hơn 300.000 người tham gia rồi nhé. Ok chưa? Và hiện tại thì sàn này nó còn rất là mới và mình cũng khuyên các bạn cũng không cần KYC vội nhé. Và các bạn cũng không cần nạp tiền vào vội. Nếu như bạn nào mà có đồng USDT để các bạn nạp thêm để các bạn nhận cái token sàn của nó thì các bạn có thể là nạp 1 USDT, 2 USDT để test thử thôi nhá. Cũng không nên là cũng không nên nạp 100, 200, 1000 USDT vào làm gì nhá. Ok chưa? MBG này thì có thể là nó sẽ cho các bạn mở bán vào cuối năm nay thật, nhưng mà cũng có thể là nó sẽ không cho mở bán nhá. Thì tất nhiên rồi, cái đồng coin sàn thì không nên bỏ lỡ là cũng có khả năng khá là cao nhá. Coin sàn thì mình thấy là 90% là các bạn cũng ăn được nhá. Và những cái dạng coin sàn này thì mình cũng không quan tâm cho lắm, nhưng mà thấy rất là nhiều bạn hiện tại cực kỳ là quan tâm về những cái kèo như này, cho nên thì mình cứ cập nhật xem. Bạn nào mà chiến thì chiến nhá, còn không chiến thì thôi nhá. Và nó chỉ phải đi thôi. Ok chưa? Các bạn muốn lấy đường link thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bạn là đường link, các bạn đi chia sẻ thôi nhá. Ok chưa? Các bạn chỉ cần là copy hoặc là copy QR nhá. À, sao chép QR, chụp ảnh QR code này. Rồi. Như vậy thì mình cứ đã cập nhật cho các bạn thêm về thông tin cái trang dogecoinmillionaire.com hiện tại vẫn chưa scam, và hai cái sàn để các bạn đăng ký các bạn nhận cái coin sàn của nó. Nếu như bạn nào mà quan tâm thì các bạn cứ đăng ký để các bạn nhận thử coin sàn của nó xem vận may hay không mà thôi nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi vào video trước để chọn ra một bạn ngẫu nhiên để nhận tên ấy nha. Rồi bây giờ mình xem video trước có đủ 20 bạn không nhá. Ok, như vậy thì video trước chính xác là 20 bạn nha. Chọn một bạn này. Rồi bạn may mắn trong video trước có tên là Đô La Mí nhá. À, nếu như mà ở tiếng Anh thì nó lại hiện là The Odo La Mí nhá. Còn tiếng Việt thì nó lại hiện là Đô La Mí nhá. Ok, xin chúc một bạn nha. Nếu như bạn xem được video này thì bạn có thể là IB mình qua Facebook hoặc là Tele để bạn nhận tên đấy nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.